Huyễn hóa cùng với sắc có khác nhau không? Huyễn hóa cùng với thọ tưởng hành thức có khác nhau không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, huyễn hóa không khác sắc, sắc không khác huyễn hóa. Huyễn hóa tức là sắc, sắc tức là huyễn hóa. Huyễn hóa không khác thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức không khác huyễn hóa. Huyễn hóa tức là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là huyễn hóa. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào? Trong năm thủ uẩn, khởi các vọng tưởng, về các tưởng, đặt bày lời nói, giả danh Đại Bồ Tát không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu học bát nhã ba la mật đa, tất cả đều như sự học của người huyễn hóa. Vì sao? Vì huyễn hóa tức là năm thủ uẩn. Vì ta nói năm uẩn như nhãn, vân vân, sáu căn đều như huyễn hóa, đều không thật có. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào mới học Đại Thừa, nghe thuyết như thế, thì tâm có kinh sợ thối lui không? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào mới học Đại Thừa, gần gũi bạn ác, nghe thuyết như thế, thì tâm liền kinh sợ thối lui. Còn nếu được gần gũi bạn lành, dù nghe thuyết lời này, nhưng chẳng kinh sợ, cũng chẳng thối lui. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, hạng người nào gọi là bạn ác của Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, bạn ác của các Đại Bồ Tát là dạy bảo giáo giới chúng Đại Bồ Tát, làm cho xa lìa bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, làm cho xa lìa sự mong cầu trí nhất thiết trí, làm cho học theo chấp tướng sách vở của thế tục, học theo kinh pháp của thanh văn độc giác, lại không nói việc ma lỗi ma, làm cho sự tu học không thành tựu được, đó gọi là bạn ác của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, hạng người nào gọi là bạn lành của Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, bạn lành của các Đại Bồ Tát là dạy bảo giáo giới chúng Đại Bồ Tát, làm cho tu học bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, làm cho tu học sự mong cầu trí nhất thiết trí, xa lìa sự chấp tướng sách vở của thế tục, xa lìa kinh pháp của thanh văn độc giác, hay nói việc ma lỗi ma, làm cho họ hiểu biết, dùng phương tiện chấm dứt